chương 756 không được phép dẫm đạp quy tắc 2. Bác sĩ khom lưng nói, bây giờ căn phòng này sẽ không còn bệnh nhân nào khác nữa, ông Kim có thể an tâm dưỡng thương, bệnh viện chúng tôi cũng sẽ không sắp xếp thêm bệnh nhân nào vào phòng này quấy dày ngài nghỉ ngơi, nên mong ngài yên tâm. Kim khắc chung vấy vẫy tay, được rồi được rồi, các người ra ngoài hết đi, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại. Bên kia, Giang sách và Đinh Mộng Nghiên trở lại xe, Đinh Mộng Nghiên giận dữ đánh thật mạnh vào tay lái, phát thiết sự bất mãn trong lòng. Chồng à, anh nói xem luật đời là vậy sao? Kẻ có tiền muốn làm gì thì làm, có thể không tuân thủ quy củ như vậy hả? Giang sách nắm lấy tay cô, nói đương nhiên không phải. Đinh Mộng Nghiên lắc lắc đầu, theo em thấy, nó chính là như vậy. Một người có tiền, muốn làm gì thì làm, còn những người ở tầng lớp dưới đều sẽ ra sức nịnh bợ lấy lòng. Dù có quy củ, dù có luật lệ, tất cả đều là chuẩn bị cho người thường chúng ta mà thôi. Giang sách cười nói, thôi được rồi, đừng giận nữa. Sở dĩ xã hội này có thể vận hành, là dựa vào những điều lệ chế độ, không người nào có thể tùy ý dẫm đạp lên quy tắc cả. Ngừng lại một chút, anh mỉm cười thần bí, mộng nghiên, anh cược với em. Audio điện tử võ tấn bền Đinh mộng nghiên quay đầu nhìn về phía giang sách, cược cái gì? Anh cược với em, trong vòng một giờ cả kim khắc trung và cái bệnh viện này sẽ bị trừng phạt vì bọn họ dám coi rẻ quy tắc dẫm đạp lên luật lệ sao có thể chứ đinh mộng nhiên căn bản không tin vậy cược không được thôi xem ai sợ ai đinh mộng nhiên sửng sốt vậy thắng thua được gì đây giang sách nở nụ cười xấu xa nói nếu anh thua anh sẽ làm nô lệ của vợ anh trong vòng một tháng em nói anh làm gì anh sẽ làm đấy không oán hận nửa lời đinh mộng nhiên nghe xong cực kỳ hài lòng gật gật đầu, ừm, nghe cũng không tồi, vậy nếu em thua thì sao? Nếu em thua, ánh mắt giang sách dạo chơi một vòng trên người Đinh Mộng Nhiên, vậy thì sinh con cho anh. Anh, đồ lưu manh. Đinh Mộng Nhiên duỗi tay đấm loạn xạ lên người giang sách, mặt đỏ như mông khỉ, toàn thân nóng như lửa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Đinh Mộng Nhiên cũng sắp không nhịn được rồi. Tình yêu cô dành cho giang sách nhiều vô kể, cực kỳ hy vọng một ngày nào đó tình yêu với anh có thể đơm hoa kết trái, trở thành một cặp vợ chồng đích thực. Hai người còn đang đùa giỡn, bỗng nhiên phát hiện một chiếc xe công vụ màu trắng dừng trước cửa bệnh viện, đám người bước xuống xe không biết là những ai, họ bước vào bệnh viện với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Mà những bác sĩ y tá trực ban ở đó ai nấy cũng đều khiếp sợ, thậm chí có người còn gọi điện thoại liên hệ với viện trưởng. Những người đó là ai vậy? Đinh Mộng Nghiên tò mò hỏi. Người của sở y tế, Giang Sách nói đúng sự thật. Giang Sách đã từng nói, không thể để người khác có cơ hội coi thường Đinh Mộng Nhiên, cho nên đối với Kim Khắc Trung và cả cái bệnh viện này nữa, Giang Sách tuyệt đối không nương tay. Anh đã sớm thông báo với Mộc Dương Nhất, kêu anh ấy sắp xếp người tới đây kiểm tra. Một bệnh viện không phép tắc, bất chấp dẫm đạp lên quy tắc như vậy, nhất định phải làm cho nó hộc máu. Hai người bọn họ giống như khán giả đang xem một vở kịch, yên lặng ngồi trong xe thưởng thức. Lần này sẽ rất náo nhiệt. Cả cái bệnh viện vốn đã ngủ yên, lập tức bừng tỉnh. Sở y tế đột kích kiểm tra, phát hiện nhiều nơi không đủ tiêu chuẩn, ở đây chuyện hút thuốc trong phòng bệnh vẫn còn là vấn đề nhỏ, còn rất nhiều vấn đề khác lớn hơn. Bệnh viện này, chỗ nào cũng đều là sâu mọt. Và kết quả xử lý cuối cùng chính là đình chỉ kinh doanh trong 3 tháng, phạt 500 triệu, đồng thời, tiến hành đưa tất cả những bệnh nhân trong bệnh viện rời đi chỗ khác, tất cả những chi phí phát sinh trong thời gian đó, bệnh viện sẽ chi trả toàn bộ. Chỉ một đòn như vậy, bệnh viện này xem như sụp đổ hoàn toàn không chừng đến 7-8 năm sau cũng không vực dậy nổi. Hay lắm, Đinh Mộng Nhiên vui vẻ cười nói, sự tức giận kìm nén trong lòng được phát tiết. Vẫn chưa xong đâu, xe của sở y tế còn chưa đi, xe của cục cảnh sát lại tới, năm viên cảnh sát vọt vào bệnh viện. Sao cảnh sát cũng tới vậy? Đinh Mộng Nhiên tò mò hỏi. Không biết, có lẽ là vì có người nào đó không tuân thủ quy tắc, phạm phải tội lớn, nên cảnh sát tới để áp giải đi. Giang sách thuận miệng nói. Trên thực tế, đây cũng là do giang sách sắp xếp. Kim Khắc Trung, doanh nhân lớn chó má gì đó chính là một tên tội phạm buôn lậu, đã được liệt vào sổ đen của giang sách từ lâu, anh vẫn luôn chờ cơ hội làm thịt ông ta. Hôm nay Kim Khắc Trung đã chủ động hướng họng súng vào bọn họ, vậy anh còn phải chờ đợi gì nữa chứ? chương 757, mượn anh rể dùng một chút. Đinh Mộng Nhiên vẫn luôn nhìn về phía cổng lớn bệnh viện, suy nghĩ không biết rốt cuộc cảnh sát đi vào đó để làm gì. Cuối cùng, chỉ 10 phút sau, cô đã thấy được hình ảnh muốn xem. Vài tên cảnh sát giải Kim Khắc Trung ra ngoài, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rõ ràng, hai tay Kim Khắc Trung đã bị còng lại, sắc mặt xám như cho, vừa nhìn đã biết chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thời điểm bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Giang sách cố ý hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía Kim Khắc Trung hô to một câu, ông Kim, sao thế nhỉ, ở phòng bệnh trong bệnh viện không quen, nên muốn tới ở trong đồn cảnh sát à. Kim Khắc Trung ngẩng đầu liếc nhìn Giang Sách, sau đó cúi đầu bước đi nhanh, xấu hổ không dám nhìn ai. Rất nhanh sau đó, Kim Khắc Trung đã bị cảnh sát giải đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Đinh Mộng Nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù nói không thể bỏ đá xuống giếng, không nên vui mừng khi thấy người khác gặp nạn, hành vi như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng Đinh Mộng Nhiên thật sự không thể che giấu sự vui sướng đang trào dâng trong lòng, thậm chí cô còn bật cười. Giang sách từ tốn nói, thấy rồi chứ, đây là kết cục khi đi ngược lại với quy tắc. Dù người đó có phải kẻ có tiền hay không có tiền, thì đều phải tuân thủ theo quy tắc tuần hoàn của thế giới này, không một ai là ngoại lệ. Ninh Mộng Nhiên nhún vai, ha, em không cần anh thuyết minh. Có điều, mọi chuyện đúng thật là thần kỳ, bọn họ mới vừa từ phòng bệnh đi ra, đã gặp phải người của sở y tế tới đột kích kiểm tra, lại còn thấy cả kim khắc trung bị bắt nữa chứ, giống như tất thảy đã được sắp xếp ổn thỏa ngay từ đầu. Ninh Mộng Nhiên quay đầu nhìn về phía giang sách, cô luôn có cảm giác chuyện này không thể không liên quan đến giang sách. Nhưng cô quay đầu nghĩ lại, giang sách cũng không có khả năng có được năng lực lớn đến cỡ đó, tuy rằng hiện tại anh ký được rất nhiều hợp đồng, thu lại được không ít tiền, nhưng có tiền không có nghĩa là có quyền. Sở Y tế, Cục Cảnh sát, toàn bộ đều là người bên phía chính phủ, mà một thường dân tóc húi cua như giang sách, sao có thể điều động họ tới đây? Vì thế nên Ninh Mộng Nhiên cũng không truy vấn gì nhiều, mà lái xe về nhà. Thời điểm bọn họ về đến nhà, Đinh Khải Sơn vừa rửa chân xong, chuẩn bị đi ngủ, ông ấy nghi hoặc hỏi, này, sao mấy đứa đã quay về rồi? Không ở bệnh viện đợi sao? Đinh Mộng Nhiên vẫy vẫy tay, đừng nói nữa, gặp phải chuyện không hài lòng, nên về nhà ngủ vẫn là thoải mái nhất. Hai người vào phòng, khóa trái cửa phòng. Không đợi Đinh Mộng Nhiên kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Giang Sách đã chạy lại ôm eo cô, đè cô nằm trên giường. A. À, anh định làm gì hả? Đinh Mộng Nhiên hoảng sợ. Em nói xem anh định làm gì. Giang Sách nở nụ cười xấu xa. Chúng ta đã đánh cược rồi mà em thua, em phải sinh con cho anh. Đừng, không cần đâu. Tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng dường như Đinh Mộng Nhiên chẳng có bất kỳ hành động phản kháng nào. Hơn nữa trong lòng còn có hơi thích thích. Mà điều xấu hổ chính là Giang Sách đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên ngược truyền lại cảm giác đau đớn. Miệng vết thương tái phát mặc dù là chiến thần tu la cũng không có khả năng đấu tranh với số phận giang sách đau đớn nằm trên giường thở dốc từng hơi nghỉ ngơi hai phút mới khôi phục lại được cười khổ nói miệng vết thương vẫn chưa phục hồi hoàn toàn xem ra trong vòng một hai ngày tới sẽ không thể làm bất kỳ động tác mạnh nào cả đinh mộng nhiên cười chọc mũi anh hừ con sói háo sắc lần này anh không tìm cớ nữa sao không phải em thua mà không nhận phạt mà là anh không được đó nhé giang sách bất lực lắc đầu sau đó anh nói với vẻ đê tiện trên người anh có thương thích nhưng em thì không anh không thể vận động kịch liệt nhưng em thì có thể đinh mộng nhiên nhìn anh với vẻ nghi hoặc a à, anh có ý gì giang sách ho khan một tiếng ý là anh có thể nằm bất động nhưng em ngồi trên anh động đinh mộng nhiên không phải trẻ lên ba đương nhiên vừa nghe đã hiểu được ý tứ trong lời nói ngay tức khắc cô xấu hổ đỏ bừng mặt tặng cho giang sách mấy đòn đấm đánh đồ lưu manh anh nói cái gì hả đúng là không biết xấu hổ anh có xấu hổ không hả có xấu hổ không giang sách cười ha ha đây là hành vi bình thường của các cặp vợ chồng có gì mà xấu hổ có muốn thử không đinh mộng nhiên hừ một tiếng thử cái dám ý thật không biết xấu hổ em không thèm để ý anh nữa cô xuống giường đi vào phòng vệ sinh đinh mộng nhiên đứng trước gương phòng vệ sinh nhìn mình trong gương khuôn mặt kia hồng cả lên hô hấp của cô rồn rập trái tim đập cực kỳ nhanh tự mình, vận động. Trong đầu Đinh Mộng Nhiên hiện ra một loạt hình ảnh đáng xấu hổ, càng nghĩ càng ngược, nhưng cũng càng hưng phấn. Có điều, chung quy cô vẫn là kiểu phụ nữ bảo thủ, loại chuyện này, chỉ với thời gian ngắn như thế cô chưa thể tiếp nhận được. Tối nay, hai người trần trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi trời gần sáng, hai người mới lần lượt chìm vào mộng đẹp, và trong lòng tràn đầy mộng tưởng về loại chuyện đặc biệt đó. Có lẽ, đã đến lúc rồi đợi đến khi vết thương lành lại, lập tức cốc cốc cốc. Những tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, đánh thức hai người khỏi giấc ngủ, Đinh Mộng Nhiên bĩu môi, mơ hồ bật dậy, mẹ, mới sáng sớm mà gõ cửa gì vậy? chương 758, Mượn Anh rể dùng một chút hai. Kết quả, tiếng nói truyền từ bên ngoài vào không phải giọng của Tô Cầm, mà là chị, là em, Tô Nhàn đây. Tô Nhàn, Đinh Mộng Nhiên lập tức ngồi dậy, cô và Giang Sách nước nhìn nhau một cái, cô nhóc này sao tự dưng lại mò tới đây? Tô nhàn, sao em lại tới đây? Đinh Mộng Nhiên vừa mặc quần áo, vừa há mồm hỏi. Tô nhàn nói vọng từ ngoài cửa phòng vào, thì là muốn đến chào hai người. Chị, sao còn chưa rời giường được vậy? Có phải tối qua chị và anh rể đã dùng sức quá độ rồi không? Phi phi phi, em nói cái gì vậy? Bản thân là con gái mà cũng không biết xấu hổ gì cả. Mặt Đinh Mộng Nhiên lại đỏ bừng một lần nữa. Hơn 10 phút sau, hai người đã mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt trải đầu xong, vừa mở cửa phòng đã thấy tô nhàn. Hôm nay, trông tô nhàn cực kỳ xinh đẹp. Chiếc váy ren màu cam kết hợp với áo sơ mi kẻ sọc giống như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến lóa mắt, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Mỗi khi nhìn thấy tô nhàn, Đinh Mộng Nhiên đều sẽ không kìm được mà nổi lòng ghen tị, tuy rằng Đinh Mộng Nhiên cũng thật xinh đẹp, từ khuôn mặt, dáng người đều là số một, nhưng thứ đinh mộng Nhiên thiếu lại chính là hơi thở thanh xuân của thiếu nữ có trên người tô nhàn. Nói cách khác, khi đứng trước mặt tô nhàn, đinh mộng nghiên luôn không kìm được mà tự cho rằng mình đã lớn tuổi, mặc dù cô mới chỉ hơn 20. Chị, tô nhàn và đinh mộng nghiên ôm nhau. Anh rể, tô nhàn tiếp tục ôm giang sách, hơn nữa thứ khiến đinh mộng nghiên cảm thấy không thoải mái chính là, thời điểm tô nhàn ôm giang sách, cô ấy dường như vui sướng hơn. Bình giấm chua trong lòng Đinh Mộng Nhiên đã rơi vỡ. Nào, ăn sáng thôi. Tô Cầm nói vọng từ phòng khách, mọi người vây lại với nhau, bắt đầu ăn sáng. Vì để chào đón sự xuất hiện của Tô Nhàn, Tô Cầm đã mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị một bàn ăn khá là phong phú. Qua, wow, tay nghề của bác đúng thật là càng ngày càng tốt, đồ ăn nấu ngon hơn bố mẹ cháu rất nhiều. Tô Nhàn vừa ăn vừa nói, đứa nhỏ này học được cách vuốt mông ngựa từ khi nào vậy? Tô Cầm vui tươi hớn hở nói. Phía bên này, Đinh Mộng Nhiên uống một ngụm cháo, tò mò hỏi, nói thật, Tô Nhàn, hôm nay em tới nhà bọn chị rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Nếu không có chuyện chắc chắn em sẽ không tới điện tam bảo, không cần ý đồ lừa gạt chị nhé. He he, không chuyện gì có thể gạt được chị. Tô Nhàn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, hôm nay em tới đây là có chuyện thật sự cần sự giúp đỡ của chị. Hừ, biết ngay mà. Đinh Mộng Nhiên bỏ thêm một khối dưa muối, hỏi, nói đi, có chuyện gì? Tô Nhàn do dự vài giây, hít sâu một hơi, nói trước mặt mọi người lần này tới đây em muốn mượn anh dễ dùng một chút phụt giang sách đang uống cháo bên cạnh suýt nữa thì không khống chế được mà phun ra ngoài đây là cái yêu cầu quỷ dị gì vậy mượn anh dùng một chút sao dùng làm cái gì cơ chứ muốn xin đàn ông sao không đến mức đó tôi nhàn xinh đẹp như vậy không biết có bao nhiêu người theo đuổi quay đầu nghĩ lại có lẽ là lại muốn vay tiền anh lạch cạch trong lòng đinh mộng nhiên hoảng hốt tay run rẩy một chiếc đũa rơi xuống bàn cô hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng nhặt chiếc đũa lên lần nữa cười như không cười nói tô nhàn đừng có nhảm nhí nữa tô nhàn nghiêm túc nói không hề nhảm nhí hôm nay em tới đây chính là để mượn anh rể dùng một chút đinh mộng nghiên buông đũa xuống nghiêm túc nhìn tô nhàn hỏi em mượn anh ấy làm gì vậy muốn anh ấy làm tài xế cho em không phải vậy thì làm gì em muốn anh rể làm bạn trai em Căn phòng ngay lập tức đóng băng, trên bàn ăn, vẻ mặt người nào người nấy cũng vô cùng ngượng ngùng. Cháo trong miệng Giang Sách nuốt không xuống nổi mà phun cũng không ra, lỗ chân lông toàn thân đều mở to, động cũng không dám động, thời điểm anh dũng giết địch trên chiến trường anh cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Mẹ vợ Tô cầm buông đũa xuống, mắt lạnh nhìn Giang Sách, nói với giọng lạnh băng, "Được lắm, Giang Sách, thật không ngờ cậu lại có bản lĩnh như vậy, trang hoa với hai chị em cùng lúc." Giang Sách cạn lời anh cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt nữa. Ninh Mộng Nhiên đập bàn một cái, rốt cuộc hai người sao lại thế này. Đối mặt với sự nghi ngờ của hai người phụ nữ, Giang sách hết đường chối cãi, nhìn về phía tô nhàn với vẻ mặt đau khổ, bà nội tôi ơi, đừng có nói hưu nói vượn nữa được không? Sẽ sai ra án mạng đấy. Ai ngờ, tô nhàn lại cười he he, thản nhiên nói, bác ơi, chị, hai người đừng hiểu lầm. Chiều nay cháu có một buổi xem mắt, cháu muốn anh rể đóng giả làm bạn trai của cháu để đuổi đối tượng xem mắt đi nghe xong lời này đinh mộng nghiên và tô cầm mới dám thở phào một hơi hóa ra là như vậy sao tô cầm cầm chiếc đúa cười ha ha nói không phải chứ nhàn nhi cháu không muốn đi xem mặt thì đừng đi cần gì lừa gạt người ta tô nhàn thở dài đương nhiên là cháu không muốn đi nhưng bố cháu cứ một hai buộc cháu phải đi sao vậy lần này lại là do bố cháu sắp đặt nữa sao chứ gì nữa, không biết bố cháu móc từ đâu ra đối tượng bắt cháu đi xem mắt, nói là người nối nghiệp tương lai của một tập đoàn lớn, rất có tiền, buộc cháu phải đi gặp mặt. Tô cầm gật gật đầu, vậy chẳng phải cũng khá tốt sao? Tốt cái gì cơ chứ? Tô nhà nói với vẻ mặt đau khổ, bác không biết chứ, người đàn ông kia cũng đã gần 40 tuổi. Thế thì cháu đi tìm bạn trai, hay là tìm thêm bố cho mình? À, 40, bố cháu làm vậy đúng là có điểm thái quá. Chính là vậy. Sau cuộc thảo luận giữa Tô Nhàn và Tô Cầm, đúng thật là đối tượng xem mắt lần này có điểm không đáng tin, nhưng không đi sẽ làm buồn lòng bố Tô Nhàn, cho nên tìm cách ứng phó một chút cũng không phải là không thể. Chỉ cần Tô Nhàn có bạn trai, đối phương chắc chắn sẽ biết khó mà lui. Tô Cầm gật gật đầu, ừm, um, cái này đúng là cần giúp, sách nhi, hôm nay con đưa Nhàn nhi đi một chuyến đi. chương 759, xem mắt. Cảm ơn bác, Tô Nhàn vui vẻ chết mất. Mà cái kiểu vui vẻ này, không riêng gì niềm vui có thể ứng phó với đối tượng buổi xem mắt, mà còn có một tầng vui vẻ khác. Cùng là phụ nữ giống nhau, về phương diện này Đinh Mộng Nhiên càng hiểu sâu biết rõ hơn, cô cảm giác được vị trí của mình trong phòng chính đang đối đầu với sự khiêu chiến xưa nay chưa từng có. Mà sự khiêu chiến đó, lại đến từ phía cô em gái thân thiết nhất. Đinh Mộng Nhiên biết rõ, chắc chắn Tô Nhàn đã yêu giang sách, và loại tình yêu này, không thể che giấu. Mặc dù ngoài miệng cô ấy không nói, những bên trong mỗi lời nói cử động, đều tràn ngập hương vị tình yêu. Đối mặt với người khác, Đinh Mộng Nhiên còn không hề lo lắng, xét về nhan sắc và tu dưỡng bản thân, Đinh Mộng Nhiên không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng khi đối mặt với Tô Nhàn, lần đầu tiên Đinh Mộng Nhiên cảm thấy sợ hãi. Tô Nhàn có thứ mà Đinh Mộng Nhiên có cố cũng không có được, đó là tuổi trẻ. Kiểu hơi thở thanh xuân tràn ngập hương thơm thiếu nữ đó là thứ mà không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, huống chi tô nhàn vẫn là nữ sinh viên khí chất học tập văn hóa vô cùng mạnh mẽ với người đã vào xã hội từ sớm như đinh mộng nhiên đã mất đi cái tinh thần phấn chấn hồn nhiên này từ lâu nếu giang sách có từ yêu cô thành không yêu cô rồi đi thích cô em họ này của cô thì đinh mộng nhiên cũng sẽ không cảm thấy có gì quá bất ngờ không quá bất ngờ nhưng sẽ rất đau lòng tay đinh mộng nhiên run rẩy vợ à giang sách duỗi tay cầm tay đinh mộng nhiên hỏi em làm sao vậy nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm có phải là thấy không thoải mái không không muốn anh đi sao đinh mộng nhiên tỏ vẻ tươi cười nào có anh đi giúp em ấy đi không có gì đâu miệng không nghe theo trái tim mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn giang sách đi nhưng ngoài miệng thì lại không nói đinh mộng nhiên đang cúi đầu ăn cơm rõ ràng là vị ngọt nhưng khi ăn vào trong miệng lại thấy chua sót lòng người đã đắng thì ăn cái gì cũng không thấy ngọt được Cuối cùng, Đinh Mộng Nhiên vẫn không chọn ngăn cản Giang Sách, nhìn Giang Sách bị Tô Nhàn dẫn đi, nhìn bóng dáng Giang Sách rời đi, trái tim Đinh Mộng Nhiên như bị dao cắt, trong lòng luôn cảm thấy lần này Giang Sách rời đi sẽ không bao giờ trở lại. Sách, nhạc nhẹ, cà phê đắng. Giang Sách và Tô Nhàn ngồi trên chiếc ghế mềm mại, chờ đợi đối tượng xem mắt đến. Trong vòng 5 phút, một người đàn ông có diện mạo cực kỳ đẹp trai bước tới, ngồi đối diện bọn họ. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó, Giang Sách lập tức biết mình đã bị lừa. Tô Nhàn luôn miệng nói đối phương đã ngoài 40 tuổi, kết quả thì sao? Người đàn ông trước mắt này trông cực kỳ trẻ, chắc chắn là chưa đến 30 tuổi, trên người tỏa ra loại khí chất của một thiếu niên. Giang Sách lắc đầu cười khổ, xem ra anh và Tô cầm đều bị lừa. Không phải Tô Nhàn ghét bỏ đối phương vì lớn tuổi, mà là căn bản không muốn buổi xem mắt thành công, cho nên mới biện một cái cớ để có thể mượn anh ra đây. Sau khi người đàn ông đó ngồi xuống, Ánh mắt lập tức dán chặt lên người tô nhàn không chịu rời đi. Anh ta đã biết sự tồn tại của tô nhàn từ lâu. Trẻ trung, xinh đẹp, là hoa khôi của trường, người đàn ông đã để ý tới tô nhàn từ một tháng trước, rất muốn kết giao với tô nhàn, cuối cùng hôm nay cũng đã có cơ hội. Anh ta vốn rất có tự tin về bối cảnh gia đình và ngoại hình của mình, chỉ cần anh ta đồng ý thì sẽ không có cô gái nào có thể chạy khỏi lòng bàn tay của anh ta. Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, đưa một tấm danh thiếp ra chào cô tô đây là danh thiếp của tôi tự giới thiệu một chút tôi tên tiết hải vinh là con trai của cửa hàng trưởng chi nhánh phố lá sen của châu báu hằng tinh tôi mới tham gia công tác vào năm ngoái và hiện đang được đào tạo giám đốc để tiếp quản chi nhánh tôi tin rằng rất nhanh thôi mình có thể kế thừa chức vị cửa hàng trưởng từ tay bố mình tôi nhàn nghe xong thì nhíu mày cô ấy chúa ghét mấy anh công tử tự cho mình là cao siêu này cho rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn là ghê gớm lắm mặt mũi dễ nhìn chút là có thể cua gái khắp nơi. Ha ha, anh tính là cái dám gì? Tô nhà nói với vẻ vô cùng lãnh đạm, bố tôi đã nói với tôi, đối tượng tới xem mắt lần này là con trai một nhà xí nghiệp lớn, kết quả lại chỉ là con trai của cửa hàng trường. Lại còn là chi nhánh, ha ha, đây cũng được coi là xí nghiệp lớn sao? Lời nói này của cô ấy khá là khó nghe. Tiết Hải Vinh siết chặt vạt áo, cười tùm tìm nói, quả thật, Nhà chúng tôi nào có thể ví là xí nghiệp lớn được chứ? Nhưng mà, chắc hẳn cô đã biết tới Châu Báu Hằng Tinh, đó chính là một xí nghiệp lớn hạng nhất, top 500 toàn cầu, là một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Tôi nhàn nhún vai, Châu Báu Hằng Tinh là một xí nghiệp lớn, nhưng đó thuộc về nhà họ Kỳ, có liên quan gì tới anh? Tiết Hải Vinh cười, ha ha, không gạt cô, hiện giờ người đứng đầu nhà họ Kỳ đã tới khu Giang Nam chủ trì đại cục, muốn gây dựng sự nghiệp lớn ở khu Giang Nam này bố tôi sẽ được làm giám đốc chi nhánh, mà tôi chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí của bố mình. Nhà của chúng tôi sẽ trở thành một phần thiết yếu của châu báu hằng tinh. Về sau, châu báu hằng tinh kiếm tiền, không ít tiền sẽ rót vào túi hai bố con tôi. Vậy cho nên, cô Tô à, nếu cô trở thành bạn gái của tôi, tương lai cô sẽ cực kỳ hạnh phúc. Ít nhất thì, cô muốn có món trang sức nào, tôi cũng có thể mua chúng cho cô. Trang sức, chính là mạch máu của mọi cô gái. Tiết Hải vinh tin chắc tô nhàn sẽ động lòng, nhưng mà tô nhàn căn bản là không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ấy ồ một tiếng, sau đó tung ra quả bom chí mạng. Tô nhàn cầm cánh tay giang sách, cười tủm tìm nói: nếu tôi muốn mua trang sức, thì bạn trai tôi tất nhiên sẽ mua cho tôi, không cần anh hỗ trợ. Bạn trai, Tiết Hải vinh lập tức biến sắc. Anh ta đã sớm chú ý tới sự tồn tại của giang sách, nhưng căn bản không hề để trong lòng tưởng chỉ là bạn bè hoặc người thân nào đó của Tô Nhàn. Dẫu sao Tô Nhàn cũng chỉ là một nữ sinh, đi xem mắt sợ gặp đối tượng không an toàn, nên dẫn bạn bè người thân theo cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh ta trăm triệu lần không ngờ tới, tên nhà quê nhìn qua chẳng có tí sức hút nào, vậy mà lại là bạn trai của Tô Nhàn. Trên thế giới này, nào có người nào lại dẫn bạn trai tới buổi xem mắt chứ? Có bạn trai, còn đi xem mắt làm cái dám gì? Tiết Hải Vinh cảm giác bản thân đã bị chơi một vố, lửa giận trong lòng như muốn bùng cháy, vừa định phát tác thì lại cố gắng kìm xuống. Không được, không thể phát tiết ở đây. Mặc dù Tô Nhàn đã có bạn trai, nhưng dù gì người đó cũng chỉ là bạn trai, không phải chồng. Tục ngữ có câu, không có góc tường nào là không đào được. Còn chưa kể, nếu Tô Nhàn đã nguyện ý tới tham gia buổi xem mắt, vậy càng chứng tỏ Tô Nhàn cực kỳ không hài lòng về người bạn trai này nếu không cô ấy căn bản sẽ không tới. Mà quan trọng nhất chính là, tô nhàn thật sự quá xinh đẹp, có khí chất của một cô gái trẻ, tiết hải vinh luyến tiếc nếu buông tay như vậy. Anh ta thở vào một hơi, cười ha ha, tục ngữ có câu, đừng sợ không biết nhìn hàng mà không dám so sánh hàng. Cô tô, một người phụ nữ xinh đẹp động lòng như cô đây, chuyện có nhiều người theo đuổi là hết sức bình thường. Cô có bạn trai, không sao cả, tôi hoàn toàn chấp nhận nhưng tôi sẽ không bởi vì vậy mà từ bỏ, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi, tôi tin chắc rằng sự chân thành của mình có thể lay động cô. Quay đầu lại, Tiết Hải Vinh liếc mắt nhìn Giang Sách với vẻ khinh thường, tôi cũng tin rằng, giữa tôi và ông anh này, cô tô nhất định sẽ đưa ra được lựa chọn chính xác. Trong mắt Tiết Hải Vinh, Giang Sách chính là đồ nhà quê cao lớn thô kệch. Xét về ngoại hình lẫn ra thế, Giang Sách sao có thể thắng được anh ta? Trận này, Tiết Hải Vinh nghĩ rằng mình sẽ thắng. Chương 760, công nhân nghỉ việc. Tô Nhàn khiếp sợ, lời này của Tiết Hải Vinh có vẻ không thích hợp, kịch bản không phải như vậy. Nói một cách logic, khi người bình thường nghe được đối tượng xem mắt đã có bạn trai, thì chắc chắn phải trực tiếp đứng dậy hùng hổ rời đi, thậm chí nếu tính tình nóng nảy một chút sẽ còn động thủ đánh lộn. Sao tính tình Tiết Hải Vinh có thể tốt như vậy, chẳng hề có chút ý tứ gì là muốn đánh nhau. Tô Nhàn ngây ngẩn cả người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ càng ngày càng đi xa tưởng tượng ban đầu của cô ấy. Giang sách làm bạn trai, nhưng lại giống như một người không có việc gì làm, ngồi uống cà phê, chẳng có ý gì là muốn giúp, giống như là đang xem kịch hay của Tô Nhàn. Tô Nhàn không biết nên xử lý cục diện trước mắt như thế nào, nên đã bí mật nhéo Giang sách một cái, cho anh một ánh mắt nhắc nhở. Giang sách cười ha ha, ho khan một tiếng, nói cậu tiết, cậu tuổi trẻ tài cao, trông cũng rất năng động sung sức, một người đàn ông ưu tú như cậu, Tương lai chắc chắn sẽ không thiếu bạn gái, cho nên cậu không cần lay động tư tưởng nhàn nhi. Trên đời nơi nào mà chẳng có cỏ thơm hoa lạ, hà cứ gì phải yêu đơn phương một cành hoa. Cậu nói xem có phải không? Lời nói này đúng thật là có lý, nhưng giọng điệu lại ôn hòa quá mức, căn bản không hề giống lời một người bạn trai sẽ nói, ngược lại giống như đang nói về một dự án với khách hàng. Như này thì ai có thể nhìn ra là bạn trai Tô Nhàn? Mặc dù là giả nhưng cũng không cần diễn không có tâm như vậy chứ trong tình huống bình thường có người đàn ông khác muốn cướp bạn gái của anh anh không thể biểu hiện kích động thêm một chút sao kỳ thật cũng không phải do giang sách dẫu sao thì giang sách và tiết hải vinh không thù không oán huống chi thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi giang sách và tiết hải vinh cũng coi như quan hệ đồng nghiệp đều là người của châu báu hằng tinh cho nên đối với tiết hải vinh giang sách cũng không sinh nổi hận ý tự nhiên nói chuyện cũng không có ngoan độc nhưng mà, y tốt của Giang Sách khi lọt vào mắt Tiết Hải Vinh lại trở thành danh từ yếu đuối. Người ta đã chỉ tên nói họ muốn cướp bạn gái của anh, nhưng anh lại còn nói chuyện khách sáo với người ta, loại đàn ông này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ hèn nhát. Ngay cả võ đại lang, sau khi đánh vỡ Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên xong, cũng sẽ nổi giận túm đòn gánh lên đánh nhau. Mà Giang Sách này sao lại hèn nhát, yếu đuối như thế? Bản thân Tiết Hải Vinh từ đầu đã khinh thường Giang Sách giờ lại càng xem thường anh hơn nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy giang sách là loại phế vật vô dụng một người phụ nữ tốt như tô nhàn rơi vào tay anh quả thực lạ uổng phí cũng không biết có phải mắt tô nhàn mù rồi không sao lại coi trọng kẻ vô dụng như giang sách chứ tiết hải vinh cười cười anh ta duỗi tay móc một tờ chi phiếu từ trong lồng ngực điền một con số lên đó sau đó đặt trên bàn anh làm vậy là có ý gì tô nhàn hỏi tiết hải vinh không nói chuyện trực tiếp đẩy tờ chi phiếu tới trước mặt Giang Sách. Giang Sách duỗi tay cầm lên xem thử, nhóc con được lắm, 20 vạn. Đây quả thực là một số tiền không hề nhỏ đối với người bình thường, còn rất nhiều người ở Trung Quốc vẫn chưa thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm. Tiết Hải Vinh nhẹ nhàng nói bâng quơ, nhận lấy 20 vạn này, rồi rời khỏi tô nhàn cho tôi. Đây là đang dùng tiền để xúc phạm nhân cách của Giang Sách. Vốn dĩ Giang Sách còn rất có hảo cảm đối với tên đàn em này, cảm thấy tiểu tử tuổi trẻ tài cao cũng không tồi, kết quả anh ta lại lôi tờ chi phiếu ra, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Giang Sách. Tiết Hải Vinh, e là cũng chỉ mượn vinh quang của bố anh ta mà thôi. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, đều là vô nghĩa. Người tuổi trẻ tài cao thật sự, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện buồn cười như vậy, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. 20 vạn cũng không tồi." Giang Sách cười nói. "Đương nhiên Tiết Hải Vinh gõ gõ tờ chi phiếu, chút tiền ấy, đối với tôi mà nói cũng chỉ là tiền tiêu vặt. Nhưng đối với loại người như anh thì chắc có làm hai năm cũng không kiếm nổi đâu nhỉ. Sứt lời, anh ta lại nhìn về phía tôi nhàn, nói, cô Tô, thông qua chuyện này chắc cô cũng đã thấy rõ thực lực kinh tế của tôi rồi. Chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi, tôi bảo đảm sau này cô có thể ăn sung mặc sướng, sẽ không bạc đãi cô, tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tô Nhàn cười khẩy trong lòng, anh dễ giả bộ quá giỏi, 20 vạn, trong mắt anh cũng tính là tiền sao. Cô ấy không nóng nảy mở miệng nói chuyện, lặng lặng nhấp một ngụm cà phê. Lúc này, giang sách mới thở dài một hơi, trả lại tờ chi phiếu kia về chỗ cũ, không nhận. Tiết Hải Vinh sừng sốt. Có ý tứ gì, chê ít. Giang sách lắc lắc đầu, không phải tôi chê ít, chỉ là cảm thấy hai bố con các người đều là công nhân nghỉ việc kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, 20 vạn này tôi không thể nhận. Công nhân nghỉ việc, Tiết Hải Vinh cười ha ha, này, anh điên hay là ngốc quá vậy. Giang sách cúi đầu lấy điện thoại di động ra, vừa bấm bấm điện thoại vừa nói, 5 phút sau, cậu và bố cậu sẽ bị châu báu hằng tinh khai trừ, nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe xong lời này, Tiết Hải Vinh cười cũng không nổi. Khai trừ, còn đưa ra thời gian chuẩn xác là 5 phút. Ha ha, anh tưởng anh là ai? là ông chủ của châu báu hằng tinh hay là sếp của bộ phận nhân sự. Còn tính khai trừ bố con chúng tôi, anh định diễn kịch điên gì vậy? Nhảm nhí. Tiết Hải Vinh căn bản không thèm để lời nói của Giang Sách vào lòng. Gần đây bố anh ta đã tặng phía trên không ít tiền, đã được điều động vào làm việc trong công ty, mà anh ta cũng sẽ tiếp nhận chức vụ vị trí cửa hàng trưởng. Sau này bố con bọn họ có thể thu về cả đống tiền, sao có thể bị khai trừ? Ai sẽ khai trừ bọn họ? ai lại có quyền lực khai trừ bọn họ trong mắt tiết hải vinh giang sách chính là một kẻ bịa đặt lung tung căn bản không đáng để anh ta tặng một nụ cười nhạt anh ta nhìn tô nhàn lắc đầu cô tô cô đó nơi nào cũng tốt chỉ có một thứ là không tốt khóe miệng tô nhàn khẽ nhếch lên ồ cái gì không tốt ánh mắt không tốt tôi ánh mắt không tốt đúng vậy cô nhìn cô xem cô tìm bạn trai kiểu gì vậy chứ miệng chỉ biết nói mấy lời sằng bậy chẳng khác gì một tên thiểu năng. Tô Nhàn khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê, nhưng tôi lại không thấy anh ấy nói sằng bậy gì cả, chỉ cần là lời anh ấy nói, nhất định sẽ thành hiện thực. Tiết Hải Vinh, tôi cảm thấy ngược lại là anh đấy, anh mới là người cần cảm thấy khủng hoảng đấy, nói không chừng điện thoại thông báo sa thải sẽ tới ngay lập tức đấy. Điện thoại sa thải, Tiết Hải Vinh cười ha ha, cô Tô, sao cô cũng học kiểu nói giỡn giống anh ta vậy. Tiết Hải Vinh và Tô Nhàn một câu có một câu không, Nói chuyện tào lào, căn bản không để lời giang sách nói vào lòng. Thời gian 5 phút, chớp mắt đã qua đi. Đang trò chuyện, tiếng chuông điện thoại của Tiết Hải Vinh vang lên. Hai mắt Tô Nhàn lóe lên. Tiết Hải Vinh lấy điện thoại ra xem thử, vui tươi hớn hở nói, 5 phút tới rồi, chuông điện thoại cũng đã vang lên, nhưng cô Tô đừng quá thất vọng, là bố tôi gọi tới, không phải điện thoại xa thải. Anh ta vừa nói vừa ấn nút nghe. Alo, bố, có chuyện gì sao? Alo bố có chuyện gì sao ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghiêm túc mà phẫn nộ của một ông già tên hỗn láo kia mày đã làm cái gì vậy tiết hải vinh không hiểu chuyện gì con làm cái gì con đi xem mắt mà bố cũng biết còn gì tao không nói đến chuyện xem mắt tao đang hỏi là mày đã đắc tội với vị lãnh đạo nào của châu báu hằng tinh rồi a à, không có mà nếu gặp lãnh đạo cấp cao thì con lúc nào cũng khách sáo nào dám đắc tội còn nữa làm gì có lãnh đạo nào ở đây đâu bố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài tiết hải vinh nhạy bén cảm giác được chuyện không thích hợp bố anh ta từ trước đến nay đa mưu túc trí mỗi một bước đi đều tính kế cực kỳ chuẩn xác mấy chục năm nay đều chưa đi nhầm đường sao hôm nay lại có cảm giác như một kỳ thủ đầy kinh nghiệm đã thua một ván cờ bố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bố đừng làm con sợ mau nói đi mà còn nói cái gì được nữa? Mày và cả bố mày đây nữa, cả hai đã bị khai trừ khỏi châu báu hằng tinh rồi. Ầm ầm. Trong đầu Tiết Hải Vinh xẹt qua một tia chớp, cảm giác đầu óc bị nổ tung. Khai trừ. Đúng thật là bị khai trừ rồi. Lời Giang Sách vừa mới nói hóa ra đã thật sự ứng nghiệm, chưa kể còn đúng thời gian trong vòng 5 phút, đây liệu có phải trùng hợp? Không, chắc chắn Giang Sách đã biết ngay từ đầu nên mới dám nói như vậy. Tiết Hải Vinh lắp bắp hỏi: "Bố, sao đột nhiên lại bị khai trừ chứ? Lý do là gì?" "Lý do? Phía trên nói con đắc tội với cấp cao, nói cha được hai bố con chúng ta lợi dụng chức vụ trong công ty để thu lợi cá nhân. Hiện tại chúng ta không chỉ bị khai trừ, mà họ còn muốn khởi tố kiện chúng ta." "Mày đúng là loại con khốn nạn, bình thường tao đã luôn nói với mày đi đâu cũng cúi thấp đầu chút, mày nhất định không nghe, rốt cuộc mày đã đắc tội với ai rồi?" "Tức chết tao mất thôi." đầu dây bên kia điện thoại không ngừng vang lên những tiếng chửi mắng. Tiết Hải Vinh nghe không nổi nữa, lập tức ngắt điện thoại. Giờ phút này, anh ta hoàn toàn không còn khí lực, ngây ngốc nhìn hai người đang ngồi trước mắt, nuốt nước miếng, ấp á ấp úng nói không nên lời. Mới vài phút trước, anh ta còn ngồi đây hùng hồn hăng hái, chỉ trích mạnh miệng. Giờ đây, anh ta không có gì cả, tựa như lời giang sách nói vậy, là một công nhân nghỉ việc. Nghỉ việc không đáng sợ, đáng sợ chính là, bố con bọn họ sẽ bị châu báu hằng tinh điều tra rõ ngọn ngành, khởi tố, suốt nhiều năm nay bọn họ đã dùng thủ đoạn không hợp pháp thu về không biết bao nhiêu tiền, lần này coi như sụp đổ rồi. Chỉ là, tất thảy những chuyện này đến quá đột ngột. Còn nữa, sao Giang Sách lại biết trước được những điều này? Tiết Hải Vinh nhìn Giang Sách, ngây ngốc hỏi, rốt cuộc anh là ai? Vì sao anh lại biết trước được chuyện bố con chúng tôi sẽ bị khai trừ? Giang Sách cười cười, không phải là biết trước. Không phải biết trước, rõ ràng vừa rồi anh mới. Giang Sách giơ tay ngắt lời anh ta, nói tiếp, không phải tôi biết trước các người bị khai trừ, mà là tôi chỉ báo cáo tình hình với bộ phận nhân sự, yêu cầu bọn họ điều tra rõ các người rồi khai trừ trong vòng 5 phút. Anh yêu cầu? Tiết Hải Vinh vừa giận vừa buồn cười, một kẻ nghèo kiết xác như anh, dựa vào cái quái gì mà dám ra lệnh cho bộ phận nhân sự của chúng tôi. Giang Sách chỉnh đốn quần áo, nói mới nhớ tôi đã ngồi đây lâu quá rồi nhưng hình như vẫn chưa giới thiệu qua một chút với cậu cậu vẫn chưa biết tên của tôi tiết hải vinh cười khẩy nói tôi cần biết tên của anh sao anh là ngọc hoàng đại đế hay là phật tổ như lai tôi tên giang sách giang sách tiết hải vinh sửng sốt mất vài giây cái tên này dường như đã nghe được ở đâu đó rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra giang sách lôi từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt anh ta đây là danh thiếp của tôi audio điện tử võ tấn bền hết chương 760